Xin chào, đây chính là chiếc Xiaomi Mi Mix 3 mới được ra mắt của Xiaomi tại thị trường Trung Quốc, và sản phẩm này thì đã có mặt ở Việt Nam thông qua đường sách tay. Thì chiếc Mix 3 có cái vỏ hộp rất là giống so với các cái thế hệ trước. Đây bạn có thể thấy cái phần vỏ hộp vẫn với màu đen và chữ Mix màu vàng phía trên. Chiếc Mix 3 mà tôi đang cầm trên tay thì nó có màu ngọc bích và mặt lưng tráng kính rất là bóng và rất là dễ dính vân tay. Thực sự là nhìn thì rất là đẹp, tuy nhiên là khi dùng chỉ cần các bạn có thể chạm đây, tôi có thể chạm vài ngón tay vào thì mặt lưng này thể hiện rõ cái sự bóng rồi. Thiết kế thì nó tương tự với dòng Mi 8 với bo tròn sang hai bên, cảm giác cầm thì khá là thích. Tuy nhiên là so với trên ảnh thực tế thì chúng ta nhìn thì thấy chiếc Mix 3 ngoài đời nó dày hơn và nó chia làm hai nửa, phục vụ cho việc cái cơ chế trượt. Thì phần trên nó sẽ hơi có một chút màu đen phía trên, còn ở phía dưới thì nó sẽ là trắng khung bằng kim loại và màu xanh tương tự như mặt sau. Và chúng ta vẫn có cảm biến vân tay ở phía sau thay vì cảm biến vân tay ở trong màn hình. Camera kép đặt dọc giống iPhone 10 và logo Mix ở phía dưới. Ngoài phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn thì chúng ta có thêm một cái nút gọi là nút AI, trí tuệ thông minh nhân tạo. Nhưng mà tất nhiên là khi chúng ta bấm cái phím này, nó là phiên bản của Trung Quốc cho nên là phát ra toàn là tiếng ngôn ngữ Trung Quốc mà thôi. Ở đây là chiếc trên tay phía mặt trước của chiếc Mix 3, các bạn có thể thấy đó là màn hình thì tràn viền, thế nhưng mà nó sẽ tràn mỏng nhất ở hai bên, ở phía trên và phía dưới thì vẫn hơi dày một chút, đặc biệt là phần phía dưới thì nó vẫn chưa thực sự cho tôi cái cảm giác là hoàn hảo, bởi vì cái phần dưới này nó còn một đoạn, cái này là do cái phần cáp màn hình, do cái hạn chế của công nghệ màn hình LCD. Thì tất cả chúng ta thì đều mong chờ cái cơ chế trượt của máy, khi chúng ta ấn xuống thì cơ chế trượt như thế này, khi cầm thì nó vẫn có hơi một độ nặng để khi chúng ta kéo xuống như thế này. Và ví dụ mở khóa bằng khuôn mặt thì chúng ta phải kéo khóa xuống thì nó mới mở được máy, đó rất nhanh. Thực tế cái thao tác rất nhanh nhưng mà vẫn phải thêm một thao tác là phải kéo màn hình xuống. Còn như trên chiếc Oppo Find X hay là chiếc Vivo Next thì chúng ta chỉ cần mở màn hình lên là cái camera này tự động trồi lên. Tuy nhiên là cái cơ chế trượt này thì nó theo tôi nó sẽ bền hơn. Đây là phiên bản Trung Quốc cho nên chúng ta sẽ không có Play Store. Đây là phần cài đặt. Cài đặt chúng ta có phần cài đặt dành cho phần slider setting, chính là phần cài đặt cho cái phần trượt. Và khi trượt thì chúng nó sẽ thực hiện một số tác tác, ví dụ như là chụp selfie, mở một cái tính năng nào đó, mở gallery, hoặc chúng như tôi đang để là không có một cái mở một cái gì khi mà chúng ta trượt cả. Ngoài ra chúng ta có thể chọn âm lượng khi mà chúng ta trượt, đây tôi chọn một cái âm lượng này chẳng hạn. Đấy, thao tác trượt đó. Khi trượt thì nó để lộ ra phía trên là camera 24 megapixel, đua camera luôn ở phía trước. Và tất nhiên là có cả cảm biến nhận dạng khuôn mặt hồng ngoại rồi, 3D của hồng ngoại. Khi trượt thì nó cũng thòi ra một khoảng ở phía dưới như thế này. Phần này thì hoàn toàn bằng màu đen thôi, không có màu sắc tương tự như phần mặt sau. Đây là camera, chúng ta sẽ mở thử camera. Đây như thế này. Thì máy sẽ hiển thị camera như này, nhưng mà khi mà chúng ta che lên thì máy sẽ tự động tắt và không cho chúng ta mở cái camera phía trước. Đó. Và khi ta trượt xuống thì máy sẽ tự động chuyển sang camera sau. Màn hình thì theo tôi thực tế nhìn thấy thì khá là đẹp, nhưng mà nó có vẻ là hơi ám vàng nhẹ một chút. Tất nhiên chúng ta có thể chỉnh điều này ở trong cái phần cài đặt. Độ màu sắc thì cũng có vẻ là khá là rực rỡ, không giống như chiếc Mi 8 Lite mà tôi mới cầm cách đây ít ngày. Trên đây là những đánh giá nhanh của tôi về chiếc Xiaomi Mix 3. Xin cảm ơn tất cả các bạn.